khán giả khi đến sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia vào ngày 26 tháng 3 tới sẽ không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện. Ban tổ chức có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé. Dự kiến, vé xem trận đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia có 4 mệnh giá, lần lượt là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng. Vé sẽ được bán theo hình thức trực tuyến, qua ứng dụng VinID. Thời gian mở bán vé là từ 9 giờ ngày 15 tháng 3 đến 23 giờ 59 ngày 21 tháng 3.